Từ năm 2012 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 7 cuộc thi khoa học kỹ thuật, qua đó có nhiều sản phẩm được lựa chọn tham gia dự thi cấp quốc gia và đều đạt giải cao, ghi dấu ấn về sức sáng tạo của học sinh tỉnh Ninh Bình trong bảng vàng danh dự toàn quốc. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 với gần 100 sản phẩm thuộc các lĩnh vực vật lý, công nghệ, sinh học, hóa học, tin học, khoa học, xã hội. Các dự án đều có tính mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn đời sống và học tập như trồng thử nghiệm giống mang tây xanh trên vùng đất Yên Khánh, thuốc trừ sâu sinh học, hệ thống lọc nước uống cho người dân vùng lũ miền Trung, thiết bị phòng chống cận thị thông minh. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích mở ra cơ hội cho học sinh tiếp cận với thế giới khoa học, phát triển năng lực, phẩm chất, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường phổ thông,